kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối qua tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên đã diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng thức. Chương trình văn nghệ đã mang đến 13 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu, có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tiêu biểu như các tiết mục Người là niềm tin tất thắng 19 tháng 8 trường Việt Hồ. Chương trình đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả thành phố và các địa phương lân cận, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tỉnh Hưng Yên đến năm 2025. Qua đó xây dựng lộ trình và đầu tư gần 1.600 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường học, mua sắm thiết bị đồ dùng học tập, ưu tiên những khối lớp thực hiện chương trình mới. Đồng thời đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục. Về vấn đề thiếu giáo viên, ngay sau khi Trung ương phân phối chỉ tiêu giáo viên, tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai tuyển dụng tập trung vào những môn học bậc học còn thiếu. Bên cạnh những giải pháp trên, ngành giáo dục Hưng Yên đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới nhằm đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông xảy ra. Để thực hiện mục tiêu trên, ngay trong những ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng chức năng đã tuần tra phát hiện xử lý 73 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 250 triệu đồng, có 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước 15 giấy phép lái xe và tạm giữ 20 phương tiện các loại. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông như vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm. Cùng với đó, ngành giáo dục tỉnh chỉ đạo phòng giáo dục các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học mới. Do chưa vào cuộc giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nên tốc độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 ở thành phố Hưng Yên đạt thấp, đến thời điểm này mới đạt trên 18%. Theo kế hoạch, vốn thành phố được giao năm 2022 là trên 322 tỷ đồng, đến hết tháng 8 mới giải ngân được trên 60 tỷ đồng, đạt trên 18%. Nguyên nhân giải ngân chậm là do chưa lựa chọn được nhà thầu, giá nhiên liệu, vật liệu biến động, nguồn gốc đất một số hộ phức tạp, một số dự án do nhân dân chưa đồng thuận hiến đất, phá dỡ tài sản nên chưa có mặt bằng thi công. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hưng Yên sẽ đôn đốc đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ khối lượng hoàn thành giải ngân vốn đối với các dự án đang triển khai, tổ chức lựa chọn nhà thầu, trình giá bồi thường. Đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn 24 dự án xây dựng đô thị và nhà ở liền kề được phê duyệt từ năm 2016 đang tiếp tục thực hiện, trong đó có những dự án dậm chân tại chỗ. Ba dự án chậm tiến độ thuộc thành phố Hưng Yên gồm dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề phường An Tảo rộng 2,21 ha, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thông minh Phú Hiến thuộc xã Liên Phương rộng 8.600 m2. Dự án trung tâm Sơn Nam Plaza thuộc phường Hồng Châu rộng 2,8 ha. Ba dự án chậm tiến độ khác phải điều chỉnh chủ trương đầu tư là khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5, phân khu A, thị xã Mỹ Hào, khu đô thị nhà vườn sinh thái thị trấn Văn Giang rộng gần 200 ha, khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang với gần 50 ha. Xin chuyển sang phần tin trong nước. Nếu được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, giá xăng dự kiến sẽ tăng. Tuy nhiên khi lịch điều chỉnh được lùi sang ngày 5 tháng 9, giá xăng dự báo sẽ giảm khoảng vài trăm đồng mỗi lít, còn giá dầu sẽ tiếp tục đà tăng. Theo quy định, giá xăng dầu được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, do kỳ điều chỉnh này trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên lịch được lùi sang 5 tháng 9. Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết, giá xăng dầu thế giới đang biến động rất mạnh. Trong kỳ điều hành ngày 5 tháng 9, giá xăng trong nước có thể giảm từ 400 đến 600 đồng mỗi lít, còn dầu sẽ tăng khoảng 2.000 đồng. Trong khi đó, nếu kỳ điều chỉnh vẫn rơi vào ngày 1 tháng 9 như thường lệ, giá xăng được dự báo tăng ở mức từ 100 đến 250 đồng mỗi lít, còn giá dầu tăng ở mức khoảng 1.700 đến 2.000 đồng một lít hoặc kg tùy loại. Khoảng 16 giờ chiều ngày 2 tháng 9, một vòi rồng cao khoảng 1 km hình thành trên hồ Trị An
thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Rất nhiều người dân đã quay lại được hiện tượng kỳ thú này. Theo người dân địa phương, vòi rồng di chuyển trên hồ, trong quá trình đó nước được hút lên thành vòi nước cao cả 1 km. Mới đầu nó ở ngoài xa, nhỏ và thấp, nhưng sau đó thì càng to và cao, nước được cuốn lên tạo thành cột nước và đám mây to trên trời, rồi bất ngờ vòi rồng tan đi, mưa xối xả ập xuống. Theo lãnh đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cho hay, ở Việt Nam hiện tượng vòi rồng xuất hiện khá là hiếm, còn ở Đồng Nai vòi rồng to như vậy thì trước giờ chưa ghi nhận. Liên quan đến vụ người đàn ông ở Hà Nội bị chém đứt lìa chân khi đang đi bộ trên vỉa hè, theo cơ quan công an, nghi phạm Vũ Tá Đăng còn liên quan đến một vụ án giết người. Tuy nhiên đối tượng chưa bị đưa ra xét xử do có bệnh án nội trú chẩn đoán bị tâm thần phân liệt không biệt định do Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cấp. Cơ quan công an yêu cầu Vũ Tá Đăng đang lẩn trốn ở đâu, hãy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân khi biết thông tin về đối tượng Đăng, báo cho cơ quan công an gần nhất để phục vụ công tác bắt giữ, xử lý nghiêm trước pháp luật. Trước đó vào ngày 23 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Thường Tín và các lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ một trong hai đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Huy Hoàng, 22 tuổi ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai đối tượng bị cáo buộc gây ra vụ chém đứt lìa cẳng chân phải anh NVH, 50 tuổi, ngày 15 tháng 7, khi nạn nhân đi bộ ở tỉnh lộ 427, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Đăng là người trực tiếp cầm dao chém và đang bỏ trốn. Hoàng đã bị công an bắt giữ. Vụ việc chó pitbull tấn công khiến người phụ nữ 60 tuổi ở Thanh Hóa tử vong là một hồi chuông cảnh báo cho việc nuôi loài chó hung dữ này. Nạn nhân là người trong gia đình nuôi chó pitbull. Chú chó pitbull được một thành viên khác trong gia đình mới đưa về nuôi. Vụ chó pitbull tấn công khiến nạn nhân tử vong kể trên lần đầu tiên xảy ra ở xã Hoàng Phụ. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình chủ đã tiêu hủy chú chó pitbull. Trước đó, ở một số địa phương khác cũng đã xảy ra các vụ chó pitbull tấn công người gây tử vong hoặc bị thương. Gần đây nhất, ngày 22 tháng 7, một em bé 8 tuổi ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước bị chó pitbull cắn dẫn tới tử vong. Hồi tháng 5 năm 2021, một người đàn ông 37 tuổi ở xã Mỹ Đình, huyện Tân Trụ, Long An đã bị chính con chó pitbull của mình nuôi tấn công dẫn tới tử vong. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Ấn Độ ngày 2 tháng 9 đã ra mắt tàu sân bay tự đóng đầu tiên mang tên INS Vikrant. Tàu sân bay INS Vikrant có chiều dài 262 m và lượng giãn nước là 47.400 tấn, là chiến hạm lớn nhất do nước này chế tạo. Vikrant có thủy thủ đoàn 1.600 người, mang theo 30 máy bay trực thăng và tiêm kích. 75% thành phần máy bay Vikrant được chế tạo trong nước do hơn 100 doanh nghiệp cung cấp. Ấn Độ khởi đóng Vikrant vào tháng 2 năm 2009, hạ thủy vào tháng 8 năm 2013 và chạy thử vào tháng 8 năm 2021. Con tàu được chế tạo với các tính năng tự động hóa hiện đại và là con tàu lớn nhất từng được đóng trong lịch sử hàng hải của Ấn Độ. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA ngày 2 tháng 9 cảnh báo một biến thể hoàn toàn mới của virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện trong mùa đông này. Cảnh báo được EMA đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên Liên minh châu EU đang chuẩn bị triển khai đợt tiêm mũi tăng cường nhằm ngăn ngừa làn sóng COVID-19 mới vào cuối năm nay. Theo EMA, chiến dịch tiêm mũi tăng cường sẽ sử dụng các vaccine mới được phê chuẩn nhằm vào biến thể Omicron cũng như các vaccine được bào chế ban đầu để chống lại virus gốc. Với mức nhiệt lên tới 53 độ C, thung lũng chết ở bang California của Mỹ được coi là nơi nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 9 trên trái đất. Nhiệt kế đo được ở thung lũng chết tại bang California lúc 16 giờ ngày 1 tháng 9 vượt qua kỷ lục tháng 9 từng được ghi nhận trước đó là hơn 52 độ C. Khu vực này đang trải qua những ngày nắng nóng bất thường, độ ẩm cao khiến bầu không khí oi nóng trở nên khó chịu hơn. Cơ quan y tế địa phương cảnh báo người dân cần đề phòng tình trạng sốc nhiệt và mất nước khi hoạt động ngoài trời. Hornsea 2, trang trại điện gió lớn nhất thế giới hiện nay, chính thức hoạt động ngoài khơi nước Anh từ 31 tháng 8. Hornsea 2 có tổng cộng 165 tuabin, mỗi tuabin cao hơn 200m và dài 81m. Vòng quay của một cánh tuabin tạo đủ điện cho một gia đình dùng cả một ngày. Tổng công suất của trang trại là 1,3 GW điện tái tạo. 390 km dây cáp dưới biển được sử dụng để đưa điện sản xuất bởi Hornsea 2 vào bờ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.